Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đến với chương trình tự học tiếng Hoa của chúng tôi. Sau đây tôi xin giới thiệu đến các anh chị và các bạn phần 3 trên 6 của bài 16. Xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu từ mới thứ 16. Đọc là rơ. Rơ, âm áo việc là nhật, vẫn còn dùng rất nhiều trong tiếng Việt của mình. Với cái nghĩa là ngày. À, chúng ta xem ví dụ bên dưới. Chuyền quên, chiên thiên, chỉ dê, chỉ rơ. Xin hỏi hôm nay ngày mấy tháng mấy? Trước đây chúng ta có thể nói là chín thiên chỉ duy chỉ ho thì bây giờ chín thiên chỉ duy chỉ rưa cũng vậy thôi. Và từ rưa này thì thiên về văn viết hơn. Chín thiên chiều duy er rưa tức là chiều duy ở er Hôm nay ngày 2 tháng 9. Chín thiên sư duy nản tờ của chương trẻ mà. Chín thiên sư duy nản tờ của trẻ mà của sinh trẻ là lễ quốc khánh của chiên là quốc khánh còn trẻ là lễ lễ quốc khánh sì, à, vâng xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào xin quên chín thiên chỉ chỉ chiều của Việt trẻ và chúng ta có mở rộng thêm bên dưới từ cái từ rưa đó. Như vậy rưa bao là nhật báo có nghĩa là cái báo mà nó in hàng ngày á. Ví dụ si côn trẻ văn rưa bao là báo Sài Gòn Giải Phóng. Nhật báo Sài Gòn Giải Phóng. Rưa chi là nhật ký. Rưa bệnh là nhật bản. Rưa sản sân hỏa tức là sinh hoạt hàng ngày hoặc là cuộc sống hàng ngày. Rưa sản là hàng ngày. Rưa sản công do công việc hàng ngày. Rưa sản dung thiện là những cái sản phẩm những cái vật dụng mà mình dùng hàng ngày. Pai à, nằm mơ giữa ban ngày, tức là phải thiên rjo cái nào cũng được, chúng ta có thể nói cách nào cũng được. kế tiếp chúng ta có từ thứ 17 là khai sự, khai sự là âm hóa việt là khai thủy, à, có nghĩa là bắt đầu. À, từ khai cũng còn dùng nhiều và từ thủy cũng còn dùng nhiều trong tiếng việt của mình với nghĩa là bắt đầu. Xin quên ti y chi, khai sẽ. Xin hỏi cái học kỳ 1, học kỳ thứ nhất tức là học kỳ 1, thì bắt đầu từ lúc nào? Sống sẵn mắt rõ khai sở. Sống 3 giê sử hủ khai sở. Sống 3 sử khai sẽ. Bắt đầu từ ngày 15 tháng 8. Thì sử hù rư ta cũng có thể nói là sử hù ho được không sao cả. Trung Quốc sẽ xem trung của họ sẽ na thế trường của trung quốc thì sao trường học của trung quốc thì sao Súng chiều dây dĩ rưa khai sự bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 và một đoạn ví dụ khác nữa nì sẽ mơ sự hồ khai sự trai cung sang diễn hạng cung cho ta nì sẽ mơ sự hồ khai sự trai cung sang cung cho ta cung sang diễn hạng là ngân hàng công thương như vậy là bạn bắt đầu làm việc ở ngân hàng công thương từ lúc nào tức là từ khi nào thì bạn bắt đầu làm việc tại ngân hàng công thương sáng nén chén là 3 năm trước sáng nén chén xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào xin quên Tì khóa xuế chi <laughs> khi từ khi nào bắt đầu học từ nào Sống chiều dưới dĩ rư khai sử Nì hô đà Sán Kế tiếp chúng ta có từ thứ 18 Từ thứ 18 là từ tỷ Âm hóa việc là để Vẫn còn dùng ví dụ như đáo để Đó chỉ để đó Với cái nghĩa thứ nhất là cuối Tức là cuối năm cuối tháng á và để còn có nghĩa khác nữa là đáy ví dụ như đáy giếng nè đáy sông đáy biển đáy lòng đều dùng cái từ tỷ này chúng ta xem các ví dụ bên dưới truy thì cho sầm thì cho sầm dạo này hoặc là gần đây công việc của bạn thế nào nén tỷ là cuối năm rồi của cung cho thai mảng là của cung cho thai mảng là công việc của tôi bận lắm Nì hai cha diễn hãn cũng cho ma thì hai cha diễn hãn cũng cho mà bạn vẫn làm việc ở ngân hàng phải không Tức là bạn vẫn còn làm việc ở ngân hàng phải không gì khai cú xưa là Bù, không gì khai cung xưa là tự tôi mở công ty rồi tức là tôi mở công ty riêng rồi á một ví dụ khác nữa xeo lến của tàxoan Duị suy hãnâu nishima xeo liến bạn làm mà quả tà doan tôi dự tính và tôi dự định duy tỷ chi hẳn Châu cuối tháng đi hàng châu bạn đi không đi chi mà duy tỷ của giao chi bảy chiến tỷ của giao chi bảy chiến cuối tháng tôi phải đi bắc kinh chi Bù lẹo đi không được như vậy ta có học cái cụm là Bù lẹo Bù lẹo ở đây nó dùng làm bổ ngữ chi Bù lẹo là không có đi được ví dụ cho Bù lẹo là không làm được Mài bua lẹo là không mua được Suy bua lẹo là không ngủ được Bua lẹo nó dùng như vậy Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào Chuy chiên thì cũng cho chẳng mấy ạ Nén tỉ là Của cũng cho thai mãng là Nì hãy chạy yến hãng cũng cho mà Bù Của chư chỉ khai công sư là Xèo liến, wǒ tà suàn yuè tǐ, chì Hán chóu, nǐ chì ma? Yuè tǐ, wǒ yào chì Bảy chín, chì bù liǎo. Và mở rộng ta có hở tǐ, hở tǐ là đáy sông, hở là con sông. Rồi hải tǐ, hải tǐ là đáy biển xin tị là đáy lòng và xin tị hoa là lời tận đáy lòng có nghĩa là cái lời chân thành kế <avocado> tiếp chúng ta có từ thứ 19 là từ trẻ su trẻ su là kết thúc âm hán Việt là kết thúc và nó cũng có nghĩa là kết thúc thôi chúng ta xem ví dụ bên dưới công việc của bạn khi nào kết thúc vậy Khờ tao tỷ -ti chưa su Khờ nâng tao tỷ chưa trẻ su Có thể là đến cuối tháng thì kết thúc Cung cho chế su là công việc kết thúc rồi Chiêu khởi gì siêu si chỉ thiên là Thì có thể nghỉ ngơi được vài hôm rồi Tuy à Chuy chiên lây sứ vỏ là Tuy à đúng vậy Chuy chiên là gần đây Lây sứ vỏ là mệt chết đi được là tôi mệt chết đi được lấy suy lì xiển ma bạn có dự định đi du lịch không pu quá sàn hủy lào giá khanh dễ dễ này nay. pu là không quá sàn hủy lào giá tôi muốn về quê khanh dễ dễ này nay thăm ông nội bà nội na dễ họ thế cũng tốt hoặc là thế cũng được xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào 你的工作什么时候结束？可能到月底就结束。工作结束了就可以休息几天了。对呀、啊，最近累死我了。你打算去旅行吗？不。 Wǒ xiǎng huí lǎo jiā kān yě yě nài nài. Nài yě hǎo. tiếp nữa chúng ta có từ thứ 20 là từ trung, trung âm việc là trung, à, ừ, việc là chữ trung, có nghĩa ở giữa hoặc là ở trong, giữa hoặc là trong. Nì xế xeo sớm sớ hô phán chà, trường của bạn khi nào thì được nghỉ vậy? Nì xế xeo sớm sớ hô phán chà. 7 Yue Trung Chi Giữa tháng 7 Trung có nghĩa là giữa Giữa tháng 7 Chia chi lì Nhi xoan cho chi Tức là trong kỳ cho dự định sẽ làm gì? Tôi muốn thiên xem một Tôi muốn thiên chín Thiên là thiên tân Tôi muốn thiên tôi định đi thiên tân để thăm một người thầy hoặc là một người cô giáo gì đó cũng được một đoạn ví dụ kế tiếp xèo khoảng chê chiên thì cũng cho sầm mấy giang bạn hoàng à, gần đây công việc của bạn thế nào cũng cho trung hãy dồ hình tôi khuyên nạn cũng cho trung là trong công việc tức là trong cái lĩnh vực công công việc của mình á hãy dồ hình tôi khuyên nạn còn rất nhiều khó khăn khuyên nạn là danh từ khó khăn còn một cái từ nản không á Thì có nghĩa là khó Nó là tính từ Quan sư chỉ thổ nản Quan sư là vạn sự Chỉ thổ nản Khởi đầu nan Tức là mọi sự bắt đầu đều rất là khó khăn che dỗ bà Cố lên che dỗ là cố lên che dỗ bà Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc Nì xuế xeo sống ở gia Chi <laughs> trung 假期里你打算做什么？我想去天津看一位老师。小黄，最近你工作怎么样？工作中还有很多困难。万事起头难，加油吧！ Cái tiếp nữa chúng ta có từ thứ 21 là hãn cha. Hãn là chữ hàng, hàng vốn có nghĩa là lạnh Hàn hàng thử biểu Rồi, hãn cha có nghĩa là cái kỳ nghỉ đông, cái kỳ nghỉ mà vào cái đợt thời tiết lạnh á, kỳ nghỉ đông. Nó là danh từ. Xin quên, Trung sẽ cha dù chịu. Xin hỏi cái kỳ nghỉ đông ở các trường học của Trung Quốc dù tối chịu là bao lâu? Không có dù thì thôi cũng được. Ta cái Ta là khoảng sư cơ là 4 tuần Việt Nam nhiều hành gia mà Việt Nam nhiều hành gia mà Việt Nam có kỳ nghỉ đông không? Mỹ hộ không có Và chúng ta có từ thứ 22 luôn là sù cha Sù ông hắn Việt là thử, giả Thử không thấy còn dùng nhiều Giả thì còn thử vốn có nghĩa là à, nắng nóng chúng ta xem ví dụ bên dưới ba bà chi nén sủ cha y suy nọ lì xiển đó ba bà là bố ơi chi nén sủ cha là cái kỳ nghỉ hè năm nay của y cha là cả nhà chúng ta của y là cả nhà chúng ta suy nọ lì xiển đó suy nọ lì xiển đó à, đi đâu du lịch vậy

越南有寒假吗？没有。爸爸，今年暑假我们一家去哪儿旅行呢？我们一家去富国岛。Và t từ pu ngay chỗ này chúng ta đọc nhẹ thôi cha pu cha là sai à, sai biệt rồi thì vẫn còn pu âm ở việt là bất vẫn còn và tua là đa âm ở việt vẫn còn dùng nhiều trong tiếng việt của mình nó cũng có khá nhiều nghĩa nó có nghĩa là khoảng nè chừng nè sắp xỉ gần như gì đó à, có nhiều nghĩa chúng ta khảo sát vài cái cách dùng ở bên dưới nha Nita xoan mì của tôi Nita mì của tôi bạn dự định đi Mỹ bao lâu vậy? Chà bố tố lẹn cơ xin xí Khoảng 2 tuần Như vậy ngay chỗ này chúng ta có thể dùng là Ta cái lẹn cơ xinh xí cũng được Một ví dụ nữa Xin quên treo thẳng duyên mà Xin quên treo thẳng duyên mà Xin hỏi Nhà thờ có xa không? Lý trở chà tố Dù xanh quân lì luôn lý trơ là cách đây xa phụ tố dù Li lu sang lì lưu Li cũng lì là ba cây số ba km á xa tố dù san cũng lì lưu à, khoảng chừng ba cây số một ví dụ nữa mày thấy hoàng sang thì cho mày thấy hoàn sang thì cho sao? mỗi buổi tối á, bạn làm gì wo tố mày thiên tôi dụng wo mày tôi dụng tôi hầu như hoặc là gần như mỗi ngày đều đi bơi mì thiên tức là ta sẽ hiểu là mì thiên hoàng sang tôi sử dụng dụng đều đi bơi xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào ní tà ta xoan suy mì của tôi chịu cha bố tôi liền cơ sinh sĩ xin quên giao thẳng yên mà lý trở cha bố tôi yêu quân lý dụng. và đến đây mình xin kết thúc phần ba trên sáu của bài mười sáu. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp ở video clip kế tiếp. À, xin chào mọi người.